Ô, con cá ngăn đã ghê. Ô, con cá ngăn lớn của chú anh chị. Dạ Út xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ ngày mới Út kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, may mắn, an lành. Dạ giờ Út đã neo dầm neo đầu tiên rồi cả nhà. Dạ Út về sau sửa sạn câu ngày hôm nay. Còn mấy anh em đồng thúng câu đầu giữ lại nè. Đó. Thì ra đây cũng vằn vằn lại chỗ mấy bữa cô chú anh chị cũng kiếm ăn được á, rồi vằn vằn đây câu à, nhích ra nhích vô câu à, chứ không có đi xa. Hai con mào đầu tiên của ngày mới. Dạ cầu mong sao bữa nay được may mắn. Con đầu tiên cái gì đây có chút xíu éo á. Wow, con có mú. Ô, con cá ngăn đã ghê. Ô, con cá ngăn lớn của chú anh chị. Thank you.
không có mú. Dạ giờ kéo câu lên vào chỗ khác của chú anh chị. Bốn con cá mú, vàng cá dợp, con tà hỏ. Đây con cá mú này. Nước ở trên mặt thì chảy ra và hướng mặt tàu mọc của chú anh chị, còn nước ở sát dưới đất là chảy xuống lại, chảy vô, gọi là chảy vô tông nam lại, hay chảy lên. Hàng mú 4 con. Câu đây sao không thấy gì hết rồi. Kéo lên thử nó còn mờ không chứ. Đợt giờ nó vắng mờ cá cơm của chú anh chị. Ở làng đồ cũng không có cá cơm không. Cá cơm đây lâu rồi nè. Cũng nằm vắng tháng mấy, gần 2 tháng rồi nè. Nó muốn mềm hết rồi. Cho nên mua thêm ít mực này. Đây là mực nè. Mua thêm ít mực xen xen vô coi sao. Mà sao thấy mực nó cũng chậm ăn quá. Bốn. Đó. Ăn cá cơm. Mờ gớm quá. Mờ để lâu rồi á. Nó mềm xèo à. Mà nó đen thui luôn chứ anh chị, nó không còn đấy. Cái màu mì gì hết tội. Tháng này nó còn nhỏ con quá. Giờ phải bắt luôn chứ giờ sao đây. Không bắt thì cái nghề khác nó ra nó quét.
Nó viết từ trong tướng non nó viết ra, nó viết sạch sẽ không còn con nào. Giờ phải bắt luôn bây giờ sao nữa. Thu mua cá ở ngoài kho vô cho chú anh chị.
mấy tháng nay là thu mua là thôi chứ chở cá kia không, thường thường là từ từ tháng 2 cho tới cuối tháng 4 cô chú anh chị là thu mua là thôi chứ mua cá rất là nhiều luôn, những cái ghi lưới rút lớn đó cô chú anh chị đánh bắt ở thấu về khơi rồi đó, tên đảo Phú Quý hoặc là hoài dưới đảo Phú Quý là cái lượng cá nục nó rất là dày luôn, ra đó là mua chở vô à, là thường thường là từ tháng 2 cho tới cuối tháng 4 của chú anh chị, rồi bắt đầu từ tháng 5 tháng 6 tháng 7 tới tháng 5 tháng 6 tháng 7 tới tới đầu tháng 8 là không mua, không ít ít khi mua, tại vì tháng đó nó có nam săn á cô chú, nam săn với lợ thường dông á, cho nên mấy ông thu mua mấy ông không có dám dám mua, mua thì phải chở cho khẩm ghi mới có ăn, còn mà khẩm ghi thì gặp mấy tháng đó thường nó tét nam săn với lợ dông gió là nó rất là khó khăn luôn, chạy thì không dám chạy, cho nên là mấy tháng đó mấy ông thu mua nghỉ á cô chú anh chị à, hoặc là mấy ông về đại lãnh mấy ông mua cá lọng lọng. Còn mà cuối bắt đầu đi qua khỏi tới tới nửa tháng 8 á, đổ tới tháng 9 á thì mấy ông mua lại được 1 tháng nữa. Cá về khơ, cá nục thường nhất là cá nục, cá lồ ồ đồ á, cá chù, cá qua rồi dày không? Bữa nay mắc gạo rồi của chú anh chị, bữa nay là mắc gạo chắc là giờ này xém vớt thúng rồi, mà chắc cỡ 2 ký à. Mờ nó dở quá nó không ăn hay là hết cá ta, hai con mờ cuối cùng luôn. Giờ này mấy anh em sửa sạn rồi về ghi vớt thúng chạy của chú anh chị, rồi cũng câu 2 mờ này nữa rồi sửa sạn luôn, chà rửa luôn. Rồi xong. Dạ. Số lượng cá bữa nay câu được nhiêu đây cô chú anh chị? Nước ngon lĩnh bỉnh này, nhiêu đây chắc cỡ 200-300 gì, dạ dột đầy nắp thùng này nè, nó lấy đồ rồi lên rồi chạy coi chú anh chị. Nào nào nào. Rồi
giờ ghe đã tới bến rồi cả nhà. 2 giờ 25 phút. Sớm. À. Lấy giùm 2 ba xô giúp bi. lấy 3 xô, lấy 2 xô ít. Ra 2 ba ghi luôn mà. Biết chỗ nào giàu luôn. Để em vạch má lại tiếp. Tặng thư yếu cá. Rồi sao? Không có mồi tép hết à? Không có cơm tấn cơm gì hết luôn. Cảm ơn. Tiền gì không? Có 5 cái này. Biết là nó
bén hết luôn cô chú anh chị. Rồi quay bén hết luôn, chợ ai mua hết. Chị giờ đi gì à, giờ đèn chưa hết nhẹ có tay luôn, con nó kẹt luôn. Bây giờ tới nhà của chú anh chị, đi bán về rồi cả nhà, xài ế rồi con này cho biết mua luôn nè. Đó ế bên đang nghỉ mua luôn, mang cục nữa chứ, rỉ chiều lại bén rỉ. Mấy con ở bán là hiền ít của chú anh chị. Ở tên nó chiều lại đem ra ngoài về đường bán. Mấy bẻ hát nhạc mua mướn karaoke hết á, nên đi sợ dính bản quyền nên biết không có quay. Lúc ra về đường cái bán rồi cô chú anh chị, bán xong rồi biết mới quay được. Giờ về nhà rồi biết mới quay. Bán được nhiều ít. Được 486. Bên em ẩu câu bán được 460 ngàn, góp tiền chỗ 10, góp tiền chỗ 5 ngàn, còn 450 5 ngàn. Vậy là một ngày câu của anh ẩu được là 450 5 ngàn của chú anh chị. Không biết tạm dừng video, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video cho anh ẩu. Bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.